Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận huân chương vì sự nghiệp ngoại giao Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo được trao huân chương ngoại giao Heung-in trong buổi quốc yến do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì để chiêu đãi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại nhà khách của Tổng thống Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo được trao huân chương vì sự nghiệp ngoại giao Hàn Quốc hạng 2, còn gọi là huân chương Heung-in, trong buổi quốc yến nhằm nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa hai nước. Huấn luyện viên Park đến với bóng đá Việt Nam cuối năm 2017, gặt hái nhiều thành công với tấm huy chương bạc giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết ASEAN Cup 2019, hai lần giành huy chương vàng SEA Games 2019 và 2021, đồng thời đưa đội tuyển lần đầu vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Dưới thời của ông, Việt Nam luôn duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu bóng đá Đông Nam Á, đồng thời là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị chủ tịch nước và là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Hàn Quốc từ khi nước này có tổng thống mới.